Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, chuyên mua bán đổi cát và ghi kèm những dịch vụ về chăm sóc như là sơn sửa chữa chuẩn 3S cho quý vị anh chị khi mua bán tại bên em. Và với video ngày hôm nay thì Lễ lên sóng cho bác một chiếc xe sập sàn giá rất là tốt. Thực sự là chiếc xe này thì nếu mà phải đúng đam mê, đúng bộ yêu thích của mình ấy, thì các bác sẽ lựa chọn được chiếc xe BMW này rất là hiếm. Và thực sự là đi từ 2010 mà Eldo của em nó chỉ có 70.000 km thôi các bác nhá. Đó, mọi người sẽ đi vào chi tiết cho em về tổng quan của chiếc xe này. Mọi người hãy nhìn tổng quan về thiết kế thì đúng là một trong những thiết kế đặc trưng nhất của BMW. Nhìn cái là có thể biết ngay là thương hiệu xe đến từ nước nào, đúng không ạ? Và lốp lát của chiếc xe Đức thì chắc chắn là nó cũng phải có một cái phần thiết kế lốp nó rất là khác biệt. Và để tổng quan nhất thì rất là muốn mời các bác trực tiếp qua showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm cận cảnh những cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà tạo nên điểm nhấn của chiếc xe, được trường và vút xe hơn rất là nhiều. Bây giờ thì sẽ đến với phần thân xe. Cái tông màu đen thì là một trong những cái tông màu mà tổng quan để cho một chiếc xe nhìn trông nó sang trọng hơn rất là nhiều. Và em sẽ tiến luôn vào trong phần lốp lát, phần cốp của chiếc xe nhé, để các bác có thể trải nghiệm được tổng quan hơn. Với phần cốp của chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là khoang cốp rất là dài, rộng. Và cái độ chứa khoang trên xe thì vô tư để đồ thoải mái nhé. Bộ đồ nghề trên xe như là những cái đường nét chi tiết của chiếc xe, keo chỉ thì các bác có đi muốn check xe bất cứ chỗ nào thì bên em đều có thể hỗ trợ các bác đi đánh để check xe kiểm tra một cách kỹ càng nhất. Đến với phần khoang nội thất thì chúng ta sẽ có một cái tông màu khoang nội thất là tông màu kem. Đen mà đi với kem thì quá là chuẩn bài rồi đúng không ạ? Bây giờ em quay thêm keo chỉ ở phần cánh cửa luôn để cho các bác có thể cảm nhận được. Một chiếc xe từ 2010 mà chất lượng ghế da thì mọi người còn lăn tăn được không ạ? Chất lượng ghế da còn rất là nguyên bản luôn nhá. Thực sự là rất là căng luôn ạ. Em cảm nhận là nó không có cái dấu hiệu của thời gian. Thực sự là xe đi rất là ít. Nên là chính là xe vẫn còn được giữ cái độ bóng của chiếc xe rất là tốt. Đóng cửa chắc nịch, đúng là chỉ có thể là những dòng xe Đức thôi. Bây giờ sẽ tiến đến vào trong phần khoang lái của chiếc xe này các bác nhá. Về phần khoang lái của chiếc xe, mọi người nhìn giúp em về chất lượng ghế da là một lần nữa này. Không có cái dấu hiệu mà nhăn nhúm hay là bị bạc màu một chút nào luôn ạ. Đấy, còn nếu mà có thể để chê thì em nghĩ là chê ở chiếc xe này, nó là một chiếc xe cổ nhất thôi, 2010 đúng không? Nhưng mà cái công nghệ thì không phải là vì chính vì nó cổ mà nó không được trang bị nhất. Từ những cái năm 2010 mà chiếc xe đã được trang bị cruise control rồi này, phanh tay điện tử và thiết kế cần số đặc trưng riêng của BMW. Rất là tiện lợi, những cái chi tiết rất là hay và chỉ có BMW mới có thôi. Xe thì cũng có cả cam hành trình VietMap rồi. Đó, không hề thua kém các xe mới nhất bây giờ các bác nha. Rất tiện lợi luôn. Bây giờ em sẽ mời các bác đến với phần khoang máy của chiếc xe nhé. Với phần khoang máy của chiếc xe thì một khối động cơ nổ máy nên cảm giác là đường nét trên chiếc xe. Bây giờ mọi người nhìn qua về cho em về phần khoang máy nhé. Đó, đây là các bác nào cân đối cụ thể về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline là 0942 899 939. Giá trên thì em còn gia lộc là một mức giá cho chiếc xe này thì đang có mức giá là chỉ nhỉnh 600 thôi. Bác nào cân đối cụ thể với chiếc xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.